Phương Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2019, chương trình sự kiện quân ta có những nội dung như sau. Việt Nam dự hội nghị tư lệnh lục quân khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. 112 người nhiễm thủy ngân sau vụ cháy nhà máy rạng đông. Trung Quốc và Anh chớ có hành động thù nghịch ở Biển Đông. Bình luận xã hội với bài viết Chiến thuật truyền thông Be Water của tác giả Mạnh Kim. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, dẫn đầu một đoàn đại biểu quân đội cấp cao tham dự hội nghị tư lệnh lục quân Ấn Độ-Thái Bình Dương lần thứ 11 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, từ ngày 9 đến 11 tháng 9. Chủ đề của hội nghị lần này là đảm bảo an ninh bền vững, quan điểm mới của lực lượng lục quân các nước Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mục đích của hội nghị là hướng tới thúc đẩy niềm tin, hiểu biết và hợp tác giữa bộ binh của các nước trong khu vực phát biểu tại buổi lễ khai mạc hội nghị vào hôm 9 tháng 9, tư lệnh lục quân Mỹ James Mark Conville, đồng chủ trì lễ khai mạc cho biết hội nghị là cơ hội quan trọng để tập hợp các lãnh đạo nhằm phát triển các quan hệ liên minh, quan hệ đối tác hợp tác. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mở đã được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu nói tới tại thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng vào năm 2017. Đây được coi là chiến lược nhằm củng cố vai trò của Mỹ trong khu vực trước sự lớn mạnh của Trung Quốc. Vào đầu tháng 6 năm nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới, nhấn mạnh đến hợp tác về quân sự với các đối tác và đồng minh trong khu vực. Các cựu chiến binh Úc từng tham chiến tại Việt Nam vào hôm 10 tháng 9 đã trao một cơ sở dữ liệu cho Việt Nam để giúp xác định vị trí hài cốt của khoảng 200.000 binh sĩ của Bắc Việt và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, thường được gọi tắt là Việt Cộng, vẫn được coi là mất tích trong chiến tranh, theo AAP dẫn tình. Cơ sở dữ liệu bao gồm một bản đồ chiến trường chi tiết tại khu vực tỉnh Phước Tuy trước đây. Nay là Bà Rịa Vũng Tàu và quần đảo Trường Sa, nơi được cho là mồi chôn của 3.800 người Việt sau các cuộc giao tranh với binh sĩ Úc và New Zealand. Các dữ liệu này là kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài gần 10 năm của nhà sử học quân sự tiến sĩ Bob Hall, giảng viên trường đại học Canberra bang New South Wales và nhóm cựu chiến binh Úc, dành nhiều năm thực hiện dự án mang tên Operation Wandering South Ringing Dam Home tạm dịch là chiến dịch mang những linh hồn lang thang về nhà. Tổng cộng có khoảng 200.000 lính Bắc Việt và Việt Cộng vẫn được coi là mất tích và được chôn trong các hố chôn tập thể hoặc riêng lẻ trong các khu rừng rậm và cánh đồng trên khắp miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Dữ liệu từ Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ cho biết khoảng 155.000 người đã bị giết chết trong 37.000 chiến dịch quân sự, trong đó có các trận đánh khét tiếng tại Khe Sanh và đồi thịt băm ở Huế. Dự án của tiến sĩ Pop Hall với sự hỗ trợ của lực lượng quốc phòng Australia, nhóm cựu binh Australia đã bàn giao cơ sở dữ liệu cho phái đoàn Việt Nam do thiếu tướng Trần Quốc Dũng, cục trưởng cục chính sách thuộc Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu. Đại diện Việt Nam nói dự án này góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Australia nói riêng. Việt Nam Plus đã dẫn lời thiếu tướng Trần Quốc Dũng. Vẫn là tin Việt Nam, truyền thông trong nước lan tin vào ngày 10 tháng 9. 30 trong số 38 kết quả xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu của người dân ở Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thuộc Bộ Y tế có nồng độ thủy ngân trong máu. Tuy nhiên, kết quả nằm dưới ngưỡng 10 microgram clip, mức tối đa cho phép. Thông tin vừa nêu được, nâng tổng số người bị nhiễm thủy ngân lên con số 112 người sau vụ cháy kho của nhà máy bóng đèn phích nước rạc đông. Trước đó, thì Bệnh viện Bạch Mai cũng công bố, trong hơn 100 người tới khám xét nghiệm về nồng độ thủy ngân trong máu và nước tiểu ở trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã có 82 trường hợp có thủy ngân trong máu thấp dưới 10 microgram trên lít mức tối đa cho phép. Tuy nhiên, báo chí nhà nước không cho biết con số chính xác thủy ngân trong máu của các trường hợp này là bao nhiêu và có phải điều trị hay thải độc gì cho những người này hay không. Sở Y tế Hà Nội còn cho biết thêm trong 5 ngày, từ hôm 6 tháng 9 đến 10 tháng 9, có gần 1.200 người đã đến khám tại trạm y tế của phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung. Vào chiều ngày 10 tháng 9, Thành ủy Hà Nội đã tiến hành họp giao ban và vụ cháy nhà máy rạng đồng được cho là báo giới tập trung nêu câu hỏi. Tuy nhiên, theo mạng báo tiền phong thì nhiều câu hỏi của phóng viên chưa được cơ quan chức năng Hà Nội trả lời thỏa đáng. Mạng báo tin tức thì cho biết nhiều người dân đã đến đăng ký khám chữa bệnh tại trạm y tế Hà Đình và sinh sống gần khu vực nhà máy bị cháy, có yêu cầu minh bạch thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm về thủy ngân. Vừa rồi là tin từ Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Trung Quốc cảnh báo Anh chưa thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với các vùng có tranh chấp trên Biển Đông Lời cảnh báo được nêu ra giữa lúc truyền thông Anh đưa tin về việc hải quân Anh có thể sẽ cử tầng hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth chở theo phi cơ Mỹ tới quần đảo Trường Sa có tranh chấp. Tờ Telegraph nói rằng dự kiến các chiến đấu cơ tàng hình F-35 của thuyết quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ có mặt trên chiếc hàng không mẫu hạm Anh trong lần đầu triển khai hoạt động đầu tiên của chiếc tàu 65.000 tấn này tới khu vực. Theo kế hoạch sẽ thực hiện vào năm 2021. Tại một sự kiện được tổ chức ở London vào hồi tuần trước, Tùy viên quân sự Trung Quốc tại Anh, Thiếu tướng Tô Quang Huy đã tuyên bố, nếu như Mỹ và Anh cùng nhau thách thức hoặc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, thì đó sẽ là hành động thù nghịch. Quan điểm của London là Anh quốc duy trì lợi ích trong khu vực và cam kết duy trì an ninh khu vực. Sự hiện diện của các lực lượng hải quân quốc tế tại Biển Đông là bình thường và hải quân Hoàng gia Anh không phải là ngoại lệ, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh đã nói. Việc cửa tàu chiến Anh HMS Avian tới quần đảo Hoàng Sa vào hồi năm ngoái đã gây ra những rạn nứt ngoại giao. Chiến hạm 22.000 tấn của Anh vào hồi cuối tháng 8-2018 đã đi qua các đảo có tranh chấp khi trên đường từ Nhật Bản tới Việt Nam. Trung Quốc nói nếu Anh tiếp tục cho tàu chiến tới khu vực này, thì sẽ bị coi là vi phạm lãnh thổ của Trung Quốc và sẽ bị coi là hành động thù nghịch. Từ đầu tháng 7 đến nay, Biển Đông đã là tâm điểm đối đầu gay gắt giữa Việt Nam và Trung Quốc sau sự kiện Bắc Kinh cho tàu hải dương địa chất 8 vào vùng thềm lục địa ngoài khơi Vũng Tàu. Nhiều quốc gia trong đó có Mỹ. Anh, Pháp, Đức, Úc đã lên tiếng phản đối hành động của Bắc Kinh. Triều Tiên vào hôm 10 tháng 9 đã phóng một loạt vũ khí tầm ngắn chỉ vài giờ sau khi ra dấu hiệu cho biết họ sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ với Mỹ. Theo thông tin từ giới chức Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc phát hiện các vụ phóng vào sáng sớm ngày 10 tháng 9 và cho biết đây dường như là những phi đạn tầm ngắn. Các vụ phóng được tiến hành vài giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Cho Son-hui cho biết trong một tuyên bố do truyền thông nhà nước phát đi, nói rằng Triều Tiên đã sẵn sàng để xúc tiến các cuộc thảo luận toàn diện với Mỹ vào cuối tháng 9 tại một thời gian và địa điểm sẽ được hai bên thống nhất. Ông Châu cảnh báo rằng Mỹ cần phải có một cách tiếp cận mới, nếu không thì các cuộc đàm phán có thể là bị tan vỡ thêm một lần nữa. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói bà không có bất kỳ thông tin gì về các cuộc đàm phán để lan báo tại thời điểm này. Kể từ cuộc gặp ở khu phi quân sự, các quan chức Mỹ cho biết những nỗ lực nói lại cái đàm phán của họ đã không được hồi đáp. Từ đó, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 8 lần phóng thử nghiệm, thường là nhiều tên lửa trong mỗi lần thử. Tất cả các hành động làm leo thang căng thẳng này của Triều Tiên không giúp giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi họ hãy ngừng ngay lập tức. Tham mưu trưởng ban tham mưu liên quân Hàn Quốc nói trong một tuyên bố. Triều Tiên nói rằng việc phát triển vũ khí mới của họ lại nhằm chống lại các mối đe dọa về quân sự và các áp lực nhắm vào an ninh của nước này như các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ với Hàn Quốc và sự xuất hiện của máy bay chiến đấu tàng hình mới ở phía Nam. Trong khi các tên lửa mới được công bố trong năm nay thuộc loại tầm ngắn, các nhà phân tích cảnh báo rằng các vũ khí này cho thấy những tiến bộ công nghệ quan trọng có thể được sử dụng để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong chương mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Tram xin gửi đến quý vị bài viết Chiến thuật truyền thông Pewater của tác giả Mạnh Kim Bài viết được đăng trên trang Facebook tác giả vào ngày 11 tháng 9 năm 2019. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Cộng sử dụng tối đa mọi nguồn lực để thực hiện cuộc chiến dư luận, dập tắt đám cháy Hồng Kông. Tuy nhiên, dân Hồng Kông vẫn áp đảo tuyệt đối trên mặt trận truyền thông bằng chiến thuật tượng thủy nhất dạng. Từ Mỹ, Mông Cổ, Nigeria, Costa Rica đến Pakistan, Trung Cộng chưa bao giờ tận dụng các kênh ngoại giao để xử lý khủng hoảng truyền thông như lần này. Giới ngoại giao Trung Cộng tại hơn 70 quốc gia phải gồng lên để viết bài, trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo và ra các tuyên bố chính thức về sự kiện Hồng Kông. Luận điểm nhà nước Trung Quốc đang được giới ngoại giao nước này lan truyền với hơn 10 ngôn ngữ. Tại Pakistan, đích thân đại sứ Yao Jin đã viết bài cho cơ quan thông tin ngoại giao nước này. Tại Anh, đại sứ Liu Xiaoming tiếp tục tổ chức họp báo. Tại Doha, đại sứ Yao Jian đã viết trên tờ Qatar Tribune rằng sự kiện Hồng Kông là một phần trong nỗ lực lớn hơn của phương Tây trong việc kiềm hãm sự trỗi dậy Trung Quốc. Và tại Jordan, đại sứ Pan Weifang cũng nói tương tự trên Jordan Times vào ngày 29 tháng 8, 2019. Sau China Morning Post vào ngày 10 tháng 9, 2019 cho biết, tờ China Daily ấn bản Hồng Kông vừa post lên trang Facebook mình rằng những người biểu tình Hồng Kông có kế hoạch thực hiện cuộc khủng bố tương tự vụ khủng bố 11 tháng 9. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục vào trận bằng kỹ thuật tin giả. Sau khi một cô gái Hồng Kông đã trúng đạn túi đậu pinback vào mắt, bản tin truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 lập tức viết rằng nạn nhân không phải bị trúng đạn mà do bị người biểu tình đánh. Kèm bản tin là hình ảnh cô gái trước khi bị đánh đang đếm tiền, hàm ý rằng người biểu tình chỉ là những kẻ gây rối được trả tiền. Khi xuất hiện video, cảnh một thanh niên Hồng Kông cầm khẩu súng đồ chơi Jenna viết rằng, dân biểu tình đã thật sự làm loạn với việc sử dụng cả súng phóng lựu M320 của quân đội Mỹ. Chưa hết, truyền thông Trung Cộng cũng chứng minh được rằng có một chỉ huy người nước ngoài cung cấp thông tin cho người biểu tình về sự điều động của cảnh sát Hồng Kông. Video này lan truyền chóng mặt trên các trang mạng Trung Quốc lẫn những tờ báo thân Bắc Kinh như Đại Công Báo. Tuy nhiên, AFP đã kiểm chứng. Người đó là Kevin Roach, phóng viên New York Times, trong khi chiến thuật xử lý khủng hoảng truyền thông trung cộng là quá quen thuộc và bị động. Giới trẻ Hồng Kông hoàn toàn chủ động và thiên biến vạn hóa trong các chiến dịch ứng xử truyền thông bằng sự sáng tạo không giới hạn và sự linh hoạt xuất sắc. Họ không cần để lùi luận điểm trung cộng. Nó thấp kém và nghèo nàn về tư duy đến mức họ không cần quan tâm. Họ tạo ra sự kiện và làm chủ sự kiện. Họ luôn đánh và ra chiêu một cách bất ngờ. Ngày 9 tháng 9 năm 2019, Hoàng Tri Phong qua Đức, sau đó sẽ đến Mỹ ngày 3 tháng 9 năm 2019, Hoàng Chi Phong đến Đài Loan, kêu gọi lãnh thổ này tổ chức đại biểu tình vào ngày Quốc khánh Trung cộng. Hoàng Chi Phong còn viết bài trên The Economist ngày 31 tháng 8 năm 2019 trên New York Times vào ngày 31 tháng 8 năm 2019 trên The Guardian ngày 27 tháng 6 năm 2019. Trong khi đó, ngày 10 tháng 6 năm 2019, Triều Đình đến Tokyo vận động giới trẻ Nhật. chiều lâu này cũng thường xuyên viết tweet bằng tiếng Nhật. Nghệ thuật hóa kỹ thuật đối kháng là một trong những giải pháp truyền thông rất thông minh mà giới trẻ Hồng Kông đang làm. Đường phố Hồng Kông không chỉ tràn ngập hàng triệu người, Hồng Kông còn đầy kính poster và tranh tượng. Những bức chương không chỉ mang thông điệp cốt lõi chứa nội dung yêu cầu và đòi hỏi của người biểu tình, chúng còn là cách thức truyền tin và hướng dẫn luồng nước xuống đường theo tinh thần tượng thủy nhất dạng (Pi Water). Thiên biến vạn hóa khôn lường như những dòng chảy uốn lượn qua các vật cản. Hơn 5.000 thành viên thuộc nhóm bí mật trao đổi liên tục trên diễn đàn Telegram và sau đó hơn 200 chuyên viên thiết kế đồ họa bắt đầu triển khai ý tưởng thành hình ảnh rồi in ra poster phát đi khắp đường phố. Như được thuật trên South China Morning Post, ngày 28 tháng 8 2019, kẹp poster không chỉ truyền thông điệp mang tính tuyên ngôn. Chúng đôi khi còn hướng dẫn địa điểm biểu tình, hướng dẫn những trang thiết bị cần có cho một địa điểm cụ thể. Trước mỗi cuộc xuống đường, họ in poster đồ họa cung cấp những thông tin căn bản tùy chỉnh theo từng khu vực và khu công nghiệp. Chúng tôi phải ngốn rất nhiều thông tin để cô động lại thành đồ họa. Chúng tôi thậm chí nghiên cứu những gì giới truyền thông ủng hộ chính quyền viết và không viết để đảm bảo có thể lắp được những khoảng trống thông tin và giúp mọi người nắm vững mọi chi tiết. Một nhà thiết kế tên Y nói, Chiến dịch tuyên truyền bằng hình ảnh luôn được thực hiện theo diễn biến thời sự. Mỗi vụ đàn áp giả mang đều được lập tức biến thành bản tin thời sự bằng hình ảnh để người biểu tình cầm theo trong cuộc xuống đường kế tiếp ngày 1 tháng 7, 2019. Khi giới chức chính quyền nhấp Chamberlain mừng kỷ niệm 22 năm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Cộng. Cách đó khoảng 200 mét, lá cờ đen với hình hoa Pearl đã nhiễm máu đã được treo bên ngoài trụ sở Hội đồng Lập pháp. Hình lá cờ này là một trong những tác phẩm đầu tiên của Y. Đến nay thì nó đã trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của cuộc biểu tình. Ngày 6 tháng 8, 2019, và giờ sau khi cảnh sát Bucket Phong Chung Hinh, chủ tịch liên đoàn sinh viên đại học Baptist, vì tội sở hữu bút laser, lạc ảnh vẽ theo chủ đề Star Wars cũng đã ra đời. Và vào ngày cô hồn 15 tháng 8 năm 2019, nhóm của Y cũng đã nhanh chóng thiết kế tờ tiền âm phủ với hình biếm đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Carrie Lam, chánh sở cảnh sát Tô Vĩ Thông, Lô Quy Trung, chủ tịch hội đồng lập pháp Ariel Leung Khoan Lương Quân Ngạn và chánh tư pháp Teresa Chen Gia Quang, Trịnh Nhược Hoa, Thông điệp là gì? Bọn ấy đi xuống ông ti mà ở. Không cần phải đợi đến lúc Hoàng Chi Phong đi vận động nước ngoài. Video dài một phút rưỡi, Say no To China Extradition, với loạt hình trắng đen biểu thị năm yêu cầu của người biểu tình đã lên sóng ở nhiều nước qua Youtube. Video này được phụ đề với 20 ngôn ngữ Pháp, Việt, Ba Lan, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan. Sau China Morning Post, ngày 18 tháng 7 2019, và như một triết lý căn bản của cuộc biểu tình không thủ lĩnh, chẳng ai có thể biết những người nào đã tham gia dựng video rất chuyên nghiệp, rất thông minh và sáng tạo này. Chiến dịch truyền thông bằng đồ họa cũng được hỗ trợ từ liên đoàn họa sĩ Hồng Kông, những người đã tạo ra vô số poster và băng rôn phát cho người biểu tình. Hình ảnh thường có tính nhất thời, tượng đài mới bền lâu. Thế là ý tưởng dựng bức tượng có tên Nữ thần Tự do Hồng Kông ra đời. Ngay sau khi ý tưởng được loan bố vào ngày 27 tháng 8 năm 2019 chỉ sau 6 tiếng, người ta đã nhận đủ số tiền cần có để dựng tượng, tức 200.000 đô la Hồng Kông, khoảng hơn 25.000 đô la Mỹ. Mô hình tượng hiện dựng tạm trong khu học xá Hương Cảng Trung Văn Đại học. Giới trẻ Hồng Kông đang cho Bắc Kinh thấy một thực tế rằng, Trung Cộng chẳng hiểu gì về họ lẫn khả năng mà họ có. Những phiên bản Chu Đình và Hoàng Chi Phong cho Bắc Kinh thấy cuộc biểu tình của họ không giống bất kỳ cuộc biểu tình hay đình công nào ở Hoa Lục và mọi giải pháp trấn áp như trong hoa lục đều không thể áp dụng ở Hồng Kông. Mọi cách thức giải độc dư luận theo truyền thống tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc đều vô tác dụng ở Hồng Kông. Giới trẻ Hồng Kông đang ở thế trên cơ Trung Quốc về các chiêu thức tuyên truyền phản tuyên truyền. Họ làm Trung Cộng tiên tiết trong bất lực khi chứng minh rằng khao khát của họ có chính nghĩa, rằng cuộc biểu tình của họ không chỉ đẹp về lý tưởng mà cũng dữ dội về hành động. Có lẽ chưa bao giờ Bắc Kinh có thể hình dung nổi có một ngày mà ngay tại nơi thuộc quyền cai trị của mình, cờ Trung Cộng bị đốt, quốc ca Trung Cộng bị nhạo bán, và hình ảnh Trung Cộng lẫn thậm chí tập cận bình đã bị nghệ thuật hóa thành China Z. chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanta Ta hôm nay. chương trình sự kiện Quanta Ta sẽ được phát trên trang tin mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình ngày mới vui vẻ, an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.